nhưng mà nhất định là chúng ta phải chiến thắng. Xin chào tất cả mọi người, tôi tên là Trần Thị Tâm, giáo viên trường tiểu học Phan Bội Châu, xã Đức Mạnh, huyện Đức Minh, tỉnh Đắk Nông. Hưởng ứng tham gia cuộc thi sáng tác video clip với chủ đề Sức sống Đắk Nông, lửa hồng chiến thắng Covid, tập thể giáo viên, nhân viên, học sinh trường tiểu học Phan Bội Châu cùng tham gia. Việt Nam ơi, cùng đoàn kết đánh bay Corona. Việt Nam ơi, cùng đoàn kết đánh bay Corona. Đang yên đang lành, cuộc sống đang tươi xanh thì bỗng có Covid. Dân ta lao đao rồi đi ra đi vào lòng lo lắng. Giờ sao? Bình tĩnh luôn giữ tay, vệ sinh kỹ khắp nơi ở quanh mình và giữ ý thức nhà. Vượt qua gian khó, Việt Nam ơi. Đừng share chuyện sai trên Facebook, phải đeo khẩu trang cho đúng lúc. Đừng kỳ thị ai văn minh vì dân lánh mình. Kẻ thù nào ta không chiến thắng, triệu người ngày đêm đang cố gắng. Một vòng tay nối trọn Việt Nam, yêu thương cuộc đời, tin nơi con người. Đừng sợ nhé, chúng ta vượt qua hết. Đất nước của mình bao nhiêu ân tình, Việt Nam không bỏ lại ai phía sau. Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, cuộc sống đang tươi xanh thì bỗng có Covid. Dân ta lao đao rồi đi ra đi vào lòng lo lắng. Giờ sao? Bình tĩnh luôn giữ tay, vệ sinh kỹ khắp nơi ở quanh mình và giữ ý thức nhà. Vượt qua gian khó, Việt Nam ơi. Sai trên Facebook, phải đeo khẩu trang cho đúng lúc. Đừng kỳ thị ai văn minh vì dân lánh mình. Kẻ thù nào ta không chiến thắng, triệu người ngày đêm đang cố gắng. Một vòng tay nối trọn Việt Nam, yêu thương cuộc đời, tin nơi con người. Đừng sợ nhé, chúng ta vượt qua hết. Đất nước của mình bao nhiêu ân tình, Việt Nam không bỏ lại ai phía sau. Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, cùng đoàn kết đánh bay Corona. Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, cùng đoàn kết đánh bay Corona. Bình tĩnh luôn giữ nơi ở quanh mình và giữ ý thức nhà. Vượt qua gian khó, Việt Nam ơi. Đừng share chuyện sai trên Facebook, phải đeo khẩu trang cho đúng lúc. Đừng kỳ thị ai văn minh vì dân lánh mình. Kẻ thù nào ta không chiến thắng, triệu người ngày đêm đang cố gắng. Một vòng tay nối trọn Việt Nam, yêu thương cuộc đời, tin nơi con người. Đừng sợ nhé, chúng ta vượt qua hết. Đất nước của mình bao nhiêu ân tình, Việt Nam không bỏ lại ai phía sau. Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, cùng đoàn kết đánh bay Corona. Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, cùng đoàn kết đánh bay Corona. Đừng share chuyện sai trên Facebook, phải đeo khẩu trang cho đúng lúc. Đừng kỳ thị ai văn minh vì dân lánh mình.
làm hơn.